Anh Dũng, em nghe nói là anh nổi tiếng sợ vợ, một dạ hai vân, có đúng như vậy không anh Dũng? Em nghe tầm bậy tầm bạ ở đâu vậy? Anh đây mà sợ vợ à? Vợ anh là phải gọi dạ bảo vân. Anh nói cái gì là nghe theo cái đó. Anh bắt làm gì cũng phải làm theo. Wow, ghê vậy ta. Anh làm sao hay vậy? Chỉ em bí quyết với. Suốt bao nhiêu năm nay, chưa một lần nào anh nói mà vợ anh phản đối hay cãi lại. Đây, sáng ra, vừa nhìn thấy mặt vợ, anh ho một tiếng là vợ đặt ngay 500 ngàn lên bàn. Ăn sáng, đổ xăng, đi chợ trong phạm vi 500, dư thì về trả lại. Nấu cơm trưa, anh dành luôn. Vợ anh không dám hé môi nửa lời. Ăn cơm xong, anh đòi rửa bát, vợ anh cũng không dám cãi. Rồi tối đến, anh ơi, còn sao bắp chân cho em cái. Hôm nay á phải đi mua sắm khắp nơi nên đau chân quá. Không, anh không bóp chân cho em. Anh bóp toàn thân, cả chân cả tay. Em đồng ý thì anh vào, còn không đồng ý thì thôi. Dạ, anh muốn làm gì làm, nhanh nhanh giùm em. Đấy, em cứ thế mà làm, hùng hổ lên, mạnh mẽ lên. Vợ không có gì phải sợ hết. Còn tối đến cũng vậy, cứ mừng tới. Dù cô ấy ú ớ rên la, chứ tuyệt đối là cô ấy không dám phản đối đâu. Anh Dũng, nghe nói anh có nhiều bí quyết để không sợ vợ lắm, truyền thụ cho đàn em đi. Có lần anh say quá, về nhà làm mấy bãi, hơi bừa bộn. Vợ anh cằn nhằn, la mắng anh suốt cả tiếng đồng hồ. Rồi sao nữa anh? Anh cãi lại hả? Hay anh quýnh vợ luôn? Cãi chứ. Anh là anh kịch liệt phản đối cái chuyện vợ mà lớn tiếng la lối chồng. Anh nói lại liền: em dám la anh hả? Nay em gan lớn rồi đó. Em muốn la chứ gì? Em la tiếp đi. La tiếp, anh nghe thử. Rồi vợ anh im lặng hả? Không, vợ anh la tiếp, bà còn la lớn hơn nữa. Thế rồi anh mới xoa đầu bà, anh nói: vợ anh ngoan lắm, anh kêu em la là em la anh ngay lập tức, không cãi lời chồng, như vậy mới là vợ ngoan. Thôi, cho anh xin lỗi nha. Đấy, thế là cuối cùng bà cũng im, không la nữa, thoát. Còn nếu vợ căng quá, cứ bế bà thẳng lên giường, sau đó thì cũng sóng yên biển lặng. Anh Dũng, tại sao đàn ông chúng ta sức dài vai rộng, trụ cột gia đình, thế mà sao phải sợ vợ vậy anh? Em có vợ chưa? Dạ chưa anh. Bởi vậy em không biết là phải rồi. Sợ vợ không phải là hèn, sợ vợ là để luyện rèn bản thân. Là sao anh? Đây, đàn ông tánh nóng, dễ làm hư chuyện lớn lắm. Thường ngày vợ lớn tiếng đâu dám cãi lại, nhịn nhục lâu ngày quen dần rồi không còn nóng tánh nữa, làm việc gì cũng dễ thành công. Sợ vợ còn rèn cho em cái tính tiết kiệm. Tiền mình cực khổ làm ra mà không được tiêu xài, vợ giữ hết. Nhờ vậy mà tài chính gia đình ngày càng sung túc. Nhờ sợ vợ mà thấm thía cái câu tiên học lễ hậu học văn, biết vâng dạ, đi thưa về trình, muốn phát biểu gì phải giơ tay, vợ cho phép mới được nói. Sợ vợ nên rèn được đức tính cẩn thận, muốn làm gì cũng suy trước tính sau thật kỹ rồi hỏi vợ đồng ý mới dám làm. Sợ vợ nên rèn được kỹ năng uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nói gì ra bà cũng nói sai rồi bị la, viết rồi không dám phát biểu, quyền tự do ngôn luận cũng không còn. Sợ vợ giúp mình giỏi tính toán, biết suy nghĩ hết phương cách này đến phương cách khác để làm sao cho vợ hài lòng nhất, bớt càm ràm nhức đầu. Sợ đến mức đang ngủ ngon mà bà khều khều cũng phải ráng bò dậy trả bài cho xong mới được ngủ tiếp. Luyện được kỹ năng bắn súng theo yêu cầu mọi lúc. Nhờ sợ vợ mới hiểu được tường tận sư tử Hà Đông hung dữ cỡ nào. Từ một thằng đàn ông mạnh mẽ, hoạt bát, lanh lẹ,
trở nên nhẹ nhàng, từ tốn, ít nói, thùy mị nết na. Được vợ rèn luyện kỹ lưỡng, thằng đàn ông tuy còn súng ống nhưng thay đổi tâm tính thành con gái lúc nào không hay biết. Chào các anh chị, đau nhức cơ xương khớp thường gây ra đau đớn ê ẩm. Vì vậy, nhiều anh chị không còn nhiệt tình đến chuyện xếp hình nữa. Nên nhớ rằng, tình yêu mà không có tình dục thì kết cục bằng không. Cuộc sống vợ chồng lâu dài, sao tránh khỏi việc tranh cãi, to tiếng. Nhưng nếu chuyện sập sình mà làm tốt á, thì tất cả sẽ sóng yên biển lặng. Vợ chồng lục đục, tình dục làm hòa, cái đó mà không thỏa mãn được thì vợ chồng dễ lình xình lắm. Ăn quen, nhịn không quen đâu, rồi dẫn đến lạnh nhạt, đổ vỡ vì người thứ ba, đáng buồn lắm. Bệnh xương khớp cũng là nguyên nhân dẫn đến teo cơ, bại liệt, tai biến. Lúc đó sẽ còn là gánh nặng cho người còn lại. Vì vậy, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, hơi đau nhức chút thì trị ngay. Lê Dũng đang cầm trên tay bài thuốc gia truyền của gia đình có tên là Đại Lực Hoàn. Hơn 30 năm, ba của Lê Dũng trị bệnh cơ xương khớp cho bà con ở Hậu Giang. Điều tuyệt vời là thuốc tác dụng rất nhanh, thuyên giảm rõ rệt chỉ sau 1-2 ngày. Sau đó vài ngày sẽ khỏi hẳn. Ai bệnh lâu năm thì kéo dài nửa tháng hoặc 1 tháng cũng hoàn toàn bình phục. Đau đâu thì xoa đó, thuốc sẽ thấm sâu và làm tan các ổ dịch, làm tan vôi thừa, tan các xơ vữa đóng trong thành mạch máu. Sau đó đào thải qua đường nước tiểu, tiểu hết ra ngoài. Cơ thể trở lại bình thường như người khỏe mạnh. Ngủ ngon, không còn đau nhức. Về đêm đủ dẻo dai để lâm trận quyết liệt bất cứ lúc nào. Cái gì cái, ở nhà phải có sẵn đồ chơi ngon. Vì vậy, hơi đau nhức tí thì trị ngay. Đó là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình tốt nhất. Cứ nghĩ mà xem, vất vả cả ngày, chỉ mong tối đến được thăng hoa vài phút. Thế mà cũng không được. Làm mà như không làm, làm mà chẳng ra ôn dịch gì, chọc ngứa không hả? Dễ bị khùng lắm. Anh chị cứ yên tâm sử dụng. Nếu không mang lại sức khỏe cho anh chị, Lê Dũng xin được phép hoàn tiền lại. Tiền của anh chị vẫn còn đây. Đừng để bệnh tiến triển nặng hơn anh chị nha. Hãy liên lạc ngay với Lê Dũng 090-7832-999 hoặc trợ lý của Lê Dũng 0938-094-686. Cảm ơn các anh chị luôn ủng hộ Lê Dũng.